Alo. Vâng, chúng ta cùng đến với buổi giao hữu Việt Trung. Vâng, ngày thứ ba liên tiếp thì phải, nếu tôi không nhầm. Ngày thứ ba, ngày thứ tư gì đấy. Ngày đầu tiên là đánh với Tiểu Thủy Ngư, ngày thứ hai là Sơn Long. Vâng, ngày hôm qua thì là Ngạo Thế Quân Hùng và ngày hôm nay đó là Luyến Công Tử. Vâng, anh Sơ. Kèo đấu đầu tiên là kèo AC. Một kèo đấu có thể nói là sở trường của game thủ Hồng Anh. Chúng ta cùng chờ xem Hồng Anh sẽ thi đấu như nào với một game thủ có được đánh giá là top 1 của AOE Trung Quốc hiện nay. Ngày hôm qua thì em cũng có một kèo đánh với Ngạo Thế Quân Hùng rồi. Vâng, em đánh rất hay. Nhưng tôi cũng rất tiếc. Vâng, em đã thua tỷ số 3-1. Nhưng mà được cái thắng kèo sang tỷ số 3-0. Một cái tỷ số có thể nói là ai cũng khiến ai cũng bất ngờ. Vâng, rõ ràng là cái kèo đấu xeng sở trường và niềm tự hào của AOE Trung Quốc thì Hồng Anh đã cho bạn ấy sấp mặt. Vâng, bạn ấy đánh lại, bạn ấy muốn đánh lại nhưng mà thứ nhất là hôm đấy khuya rồi, thứ hai là tôi nghĩ rằng vâng không chơi kèo đấy nữa, mình thắng 3-0 rồi nghỉ thôi, chơi làm gì nữa. Vâng, đánh lại là kiểu gì họ cũng gỡ được. Hôm nay sẽ là những trận thi đấu vâng ba thể loại với Sơ Luyến. Chúng ta hãy cùng chờ xem Hồng Anh thi đấu như thế nào. Hy vọng rằng em sẽ thắng được 2 trong 3 kèo. Vâng, kèo AC và kèo ra đầm thì mát. Còn kèo sen thì e rằng hơi khó. Vâng, nói khó thôi, vâng một ngày đẹp trời. Không biết nào đâu. Hôm qua ai cũng nghĩ rằng Hồng Anh không có cửa với Ngạo Thế Quân Hùng của kèo sen. Nhưng cuối cùng thì em vẫn giành chiến thắng 3-0. Vâng, hôm nay biết đâu đấy. Một ngày vâng sấm sét âm ỉ. Mưa rơi là rả rích. Hồng Anh lại làm nên chuyện mà tưởng chừng như không ai có thể nghĩ ra được. Đang đó là cho Luyến Công Tử sấp 3-0 một kèo xe ăn. Chiếc bet đầu tiên trong trận đấu đầu tiên đang được em chuẩn bị thiết kế ở một cánh rừng thông. Vâng, cánh rừng khá đẹp và vị trí đóng S của Hồng Anh cũng không hề tồi một chút nào cả. Hai con hươu cũng đã được em đưa về với nhà chính của mình. Chiếc bet đầu tiên. Vâng, rất năn nót với từng con hươu một. Hơi vân tay một chút, nằm xuống và sau đấy là bao nhiêu tiếp theo. Chiếc bet đầu tiên vẫn chưa thể được thiết kế khi mà em đang mất tay bởi những con hươu này. Những con hươu có thể nói là cực kỳ ngang bướng, nó nhảy hơi lung tung. Bây giờ thì chết thôi. Vâng, nằm xuống, bốn con hươu đã nằm xuống với nhà chính của game thủ Hồng Anh. Em dồn hơi thiếu gỗ. Hai mươi trên 24. Cắm cờ cho dân đi dò khi mà chưa thêm đồ gì ăn cả. Vâng, hôm nay một ngày có thể nói là cũng không phải là quá đẹp trời, mưa rả rích nhưng không hiểu sao. Vâng, có lẽ là ngày hôm nay thì nhưng mà ngày hôm nay thì Thái Bình lại là người giành chiến thắng trước team Hà Nội. Có lẽ rằng Thái Bình chỉ thắng vào những ngày mưa. Liệu rằng Hồng Anh có vậy hay không? Ngày hôm qua mưa cũng rất to. Vâng, không hẳn là to nhưng thời tiết phải nói là cực kỳ xấu. Vâng, chim sẻ thì có những bài đánh tỏa sáng trong những ngày nắng. Nhưng Hồng Anh thì ngược lại chăng? Và phải chăng ở những thời gian tới chúng ta sẽ được chứng kiến một trận đấu siêu kinh điển giữa hai tài năng trẻ? Vâng, một người tỏa sáng vào những ngày nắng, còn một người thì phát quang vào những ngày mưa. 26 trên 28, em đã ngừng xin dân. Vâng, mang nông dân lên đây, xả thịt bầy hươu này. Và sau đấy là đóng một cái S của đèn gỗ luôn. Tốt nhất là sẽ là một chiếc S nhân đôi. Còn nếu như mà không có tay, vâng, khi đến thời điểm này thì tôi nghĩ rằng sẽ có tay thôi. Vừa kích đời hai xong, những con nông dân cũng thừa, cũng đều đã vào việc cả rồi. Sẽ có tay để lùa con hươu này lên vị trí đẹp hơn. Đây là một vị trí cực đẹp để cho Hồng Anh có thể xả thịt bầy hươu 4 con cũng như là ăn gỗ. Tuy nhiên nhà hơi rộng. Vâng, nếu như em vẫn quyết định ăn gỗ ở đây, tôi nghĩ rằng cái S ở đây sẽ chỉ cho tầm 4 nông dân gỗ mà thôi. Thì khi nếu như Sơ Luyến nhà ở trên góc 3 giờ thì em rút chạy cũng không sao cả. Dân AC ăn nhanh, ăn dân rất nhanh. Cần phải hạn chế tối đa điều này.
Vâng, Hồng Anh đang ngắm nghía nhà cửa của mình để có thể bựa bo bé. Có lẽ rằng vâng, BBM đóng đâu? Sẽ đóng giữa hai cánh rừng thông ở phía dưới chăng? Vâng, như không. Em đóng một cái BB có thể nói là không hợp tí tôi một chút nào cả. Đóng tự dưng đóng giữa nhà cái BB hơi bừa bãi. Có lẽ khu vực này sẽ vâng BM luôn. Như vậy là em không có ý định bo bế gì cả. BA sẽ đóng thụt ở phía bên trong ba cánh rừng. Hơi thiếu gỗ. Vâng, những con hiều cực kỳ ngang bướng. BA đóng đây. Vâng, BA đóng ở đây. Nếu như nhà sử giả sử như nhà của game thủ sâu luyến ở trên góc 3 giờ thì thế nào? Em sẽ không thể đỡ được một trận đấu giữa kích đời cuối cuối 10. Vâng, cạnh BBM đây là một dãy BE để cho em có thể bảo vệ được ruộng chính của mình. Kích đời ở 10 phút 50. Bây giờ nâng chặt gỗ. Chiếc BE đầu tiên nhìn tưởng chừng lúc đầu có vẻ là đẹp đấy, nhưng bây giờ thì đã tù dần theo thời gian rồi. Chiếc ruộng thứ hai dành cho Hồng Anh. Điểm số của Hồng Anh vẫn đang cao hơn so với Sơ Luyến. Các bạn thì thấy Sơ Luyến, vâng, cái tên nghe rất khá ngắn cho nên là các bạn thì thấy là chỉ có 2 chấm mà thôi. Vâng, tôi phiên âm tiếng Trung thì không bao giờ sai được. Sơn Long cũng chỉ có 2 chấm, Sơ Luyến cũng chỉ có 2 chấm. Tiểu Thủy Ngư thì 3 chấm. Khẳng định các bạn là như vậy. Vâng, một trận đấu mà game thủ Sơ Luyến lên đời là muộn hơn so với Hồng Anh khoảng 10 giây trong game. Tức là khoảng 11 tròn anh ấy sẽ kích đời nếu như kích chuẩn. Điểm số của Sơ Luyến đang vọt lên. Không hiểu tại sao. Tại sao lại như vậy? Vâng, phải chăng là Hồng Anh kích đời muộn hơn so với Sơ Luyến? Chuẩn bị lên đời. BA thứ 3 dành cho Hồng Anh. Đóng một cái BE. Chuẩn bị lên đời xong rồi. Vâng, lên đời xong bánh xe. Và nông dân thiết kế gấp rút luôn. Vâng, Luyến công tử chưa lên đời. À không, lên đời bằng nhau. Vâng, bằng khinh khịt. Nhưng điểm số của Hồng Anh đang cao hơn. Có lẽ là do số lượng dân của em là nhiều hơn. Hoặc cũng có thể là do điểm số dò của em. So với Sơ Luyến, các bạn có thể thấy trên bản đồ con đó là game thủ Hồng Anh đã dò khá rộng rồi. Vâng, những mặt A hướng ra góc 9 giờ và 12 giờ. Hy vọng rằng nhà Sơ Luyến sẽ không ở trên góc 3 giờ. Nếu không thì sẽ rất mệt mỏi dành cho Hồng Anh ở trận đấu đầu tiên. Tân cung R đầu tiên của Hồng Anh có 4 con. Vắt đều như vắt chanh. Bây giờ thì em mục tiêu sẽ là góc 3 giờ. Bởi vì nếu như nhà Sơ Luyến góc 3 giờ thì sẽ rất khó đỡ. Còn nếu như nhà của Sơ Luyến góc 9 giờ và góc 12 giờ, vâng, cung R của Sơ Luyến hướng xuống thì những tân quân mới nở ra có thể giúp cho Hồng Anh đỡ được nhà. Tân quân đầu tiên chuẩn bị nở ra rồi. Đẩy đi. Mục tiêu chắc chắn đó là góc 3 giờ. Tân quân thứ hai. Vâng, tân quân thứ hai thì không đều cho lắm. Vâng, vẫn 4 con. Tuy nhiên thì một con ra muộn. Tiếp tục đóng me. Sơ Luyến vẫn chưa nhìn thấy bóng dáng Sơ Luyến đâu. Đây rồi. Như vậy là khả năng Sơ Luyến ở trên góc 3 giờ là khá cao. Đúng như vậy luôn. 5 BA đánh với 4 BA của Hồng Anh. Hơn thế nữa rằng vị trí Sơ Luyến là một vị trí đẹp nhất để có thể công vào nhà của game thủ Hồng Anh. Hơi khó cho Hồng Anh trận này. Vâng, như vậy thì toàn bộ cung R đẻ ra mặt BA sẽ phải mang lên đây ngay. Bởi vì từ mặt 3 giờ xuống nhà của em có những con dốc. Không được rồi, con cung R bị bắn không được chạy ngang. Vâng, không được điều ngang, chết mất hai cung R. Nhưng Sơ Luyến cũng đã phải trả giá bằng việc chết mất một cung R. Tỷ số đều R đang là 2-2. Nhưng Hồng Anh đã mất thêm 2 dân. Vâng, 4-2 dành cho Sơ Luyến. Đóng một cái S thủ ở phía bên trong. Nhà của Hồng Anh đang bị móc. Vâng, anh Sơ móc rất tốt. Đã ăn được một nông dân của của game thủ Hồng Anh rồi. Toàn là những nông dân một máu. Các bạn có thể thấy là Sơ Luyến móc máy cực kỳ khó chịu. Vâng, không móc chết một con nông dân nào cả. Mà những con nông dân đứng chơi như không vậy thôi. Như vậy thì có khác gì chết toàn bộ số nông dân. Bây giờ thì Hồng Anh đang phải rất chật vật bo khu vực này lại. Không thể tin nổi.
Vâng, 9 giờ không ở, 12 giờ không ở, ở đúng 3 giờ. Dạ quá khó cho, vâng quá khó cho Hồng Anh trận đấu đầu tiên. Thất bại, có lẽ sẽ là một thất bại dành cho game thủ Hồng Anh thôi. Rất nhanh. Khi mà nhà sơ luyến là, vâng khi mà nhà sơ luyến là ở cái vị trí quá hiểm hóc. Các bạn thấy khả năng điều đầu sơ luyến luôn luôn có những con ở phía bên trong để có thể móc máy. Nhưng mà bây giờ thì tôi nghĩ là cũng không cần phải móc máy quá nhiều nữa. Chỉ cần đứng chiếm được con dốc kia thì phần thắng sẽ thuộc về sơ luyến ở trận đấu này. Vâng, Hồng Anh chết rất nhiều dân. Nhưng Hồng Anh đã có một. Vâng, và Hồng Anh đã có một. Tôi đang định nói rằng Hồng Anh đang khá nhiều dân trong bãi gỗ. Nhưng cái giá phải trả đó là toàn bộ súng R đi công. Ở nhà nó không thể đỡ nổi. Tỷ số là 1-0. Khá đơn giản. Một trận đấu mà nhà của sơ luyến cũng rất đẹp.